Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Thời sự quốc tế được cập nhật liên tục trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất. Mời quý vị và các bạn đón xem. Mới đây, trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11 tháng 11 bác bỏ những lời kêu gọi ngừng bắn ngày càng tăng của quốc tế, quyết dốc toàn lực để đối đầu với Hamas ở dải Gaza. Ông nhấn mạnh lệnh ngừng bắn chỉ có thể thực hiện được nếu tất cả 239 con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza được trả tự do. Bên cạnh đó, ông Netanyahu cho biết các đơn vị đang dốc toàn lực với mục tiêu là giành chiến thắng, không có gì khác ngoài chiến thắng. Nói về xung đột ở dải Gaza, nhà lãnh đạo Israel nói thêm rằng Gaza sẽ được phi quân sự hóa và Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh ở đó. Khi được hỏi về quan điểm kiểm soát an ninh, ông Netanyahu cho biết lực lượng Israel phải được phép tự do tiến vào dải Gaza để truy bắt các tay súng Hamas. Ông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng chính quyền Palestine ở một giai đoạn nào đó sẽ kiểm soát Gaza. Theo hãng tin AP, cả hai quan điểm đều đi ngược lại với các kịch bản thời xung đột do Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel đưa ra. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ phản đối việc Israel tái chiếm dải Gaza và hình dung một chính phủ Palestine thống nhất ở cả Gaza và bờ Tây ở một giai đoạn nào đó trong tương lai. Đài CNN từng dẫn lời trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Cận Đông Barbara Lip cho biết Mỹ tin rằng chính quyền Palestine là cơ quan quản lý thích hợp ở Gaza. Theo bà Lip, dù có những thiếu sót gì thì đó cũng là chính phủ của người Palestine ở bờ Tây. Chúng tôi tin rằng cuối cùng tiếng nói và nguyện vọng của người Palestine phải là trọng tâm của việc quản lý và an ninh hậu xung đột ở Gaza. Tại dải Gaza, những người Palestine đang tìm nơi ẩn náu và nhân viên tại bệnh viện Al-Shifa lớn nhất ở Gaza ngày 11 tháng 11 cho biết họ đang bị mắc kẹt trong điều kiện ngày càng khủng khiếp do xung đột dữ dội. Trước đó, ngày 12 tháng 11, Liên minh châu Âu đã ra tuyên bố kêu gọi bảo vệ các bệnh viện ở Gaza và thực hiện các khoản dừng nhân đạo ngay lập tức để cho phép viện trợ vào vùng lãnh thổ này. Tình hình chiến sự gần khu vực các bệnh viện diễn ra ngày càng khốc liệt khi Israel siết chặt vòng vây Hamas, cáo buộc lực lượng này đặt sở chỉ huy gần hoặc bên dưới các bệnh viện để làm lá chắn. Hamas luôn bác bỏ các cáo buộc này. Trong ngày 12 tháng 11, truyền thông khu vực khẳng định bệnh viện Shifa, bệnh viện lớn nhất dải Gaza, đang bị xe tăng và binh sĩ Israel vây hãm từ mọi phía. Việc sơ tán ra khỏi cơ sở y tế này là điều bất khả thi, trái ngược với tuyên bố của IDF về việc vẫn để ngõ, hành lang an toàn phía đông bệnh viện Shifa cho người dân sơ tán. Hãng Reuters dẫn lời các nhân viên y tế cho biết các cuộc không kích của Israel cộng với việc thiếu nhiên liệu và thuốc men có thể khiến nhiều trẻ sơ sinh và những người khác thiệt mạng. Các bệnh viện ở phía bắc dải Gaza đang bị lực lượng Israel phong tỏa và gần như không thể chăm sóc cho những người bên trong. Israel tuyên bố họ đang tập trung săn lùng các thành viên Hamas trong khu vực, đồng thời khuyến cáo các bệnh viện sơ tán. Bệnh viện lớn nhất và lớn thứ hai ở dải Gaza, Al-Shifa và Al-Qua, đã tạm ngừng hoạt động. Hiện một nửa số bệnh viện ở dải Gaza đã đóng cửa. Ông Ahmed Al-Khalut đang sơ tán về phía nam cho Reuters biết, con trai tôi bị thương nhưng tôi không thể đưa nó đến bệnh viện nào để khâu vết thương. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay WHO đã tìm cách nối lại liên lạc với chuyên gia y tế tại Al-Shifa và nói thêm tình hình rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Số bệnh nhân tử vong đã tăng lên đáng kể, bệnh viện không còn hoạt động như một bệnh viện nữa. Ông Ghebreyesus viết trên mạng xã hội X, bệnh viện Al-Shifa hiện không hoạt động, không ai được phép ra vào. Bác sĩ Mohammad Wandil tại bệnh viện Nasser ở Khan Yunis phía nam dải Gaza nói. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết bệnh viện Al-Qua cũng không hoạt động và các nhân viên y tế đang gặp khó khăn trong việc chăm sóc những bệnh nhân tại đây với rất ít thuốc men, thực phẩm và nước uống. Vì Israel phong trào Hamas là các trung tâm chỉ huy bên dưới và gần các bệnh viện, trong khi họ cần phải đến đó để giải thoát khoảng 200 con tin bị bắt giữ hơn một tháng trước. Hamas phủ nhận việc sử dụng bệnh viện theo cách này. Quân đội Israel nói họ đã đề nghị sơ tán trẻ sơ sinh và để 300 lít nhiên liệu trước lối vào của bệnh viện Al-Shifa vào tối ngày 11 tháng 11 nhưng đều bị Hamas ngăn chặn. Trước thảm cảnh trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12 tháng 11 tuyên bố bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, đang được sử dụng làm trung tâm chỉ huy của Hamas và dân thường cần được sơ tán. Không có lý do gì chúng tôi không thể đưa bệnh nhân ra khỏi đó thay vì để Hamas sử dụng cơ sở này làm trung tâm chỉ huy, ông Netanyahu nói. Thủ tướng cho biết Israel đang giúp đỡ bệnh nhân bằng cách tạo hành lang an toàn để sơ tán. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết không có ai đi qua hành lang này.
Ông Netanyahu nhắc lại rằng Israel sẽ không đồng ý ngừng bắn trên toàn bộ khu vực Gaza cho đến khi tất cả con tin Israel được thả. Ông cũng vạch ra các mục tiêu chính của Israel ở Gaza, bao gồm xóa sổ Hamas để nhóm này không thể thực hiện các cuộc tấn công như cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, đảm bảo rằng chủ nghĩa khủng bố không tái diễn ở Gaza sau chiến tranh, đảm bảo bất kỳ chính quyền dân sự nào nắm quyền kiểm soát Gaza sẽ đồng ý phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa vùng đất này. Trong khi đó, một thông báo của lực lượng phòng vệ Israel nói rằng các cuộc tấn công trên bộ tại khu vực Bắc Gaza đã đạt thêm nhiều bước tiến quan trọng, bao gồm việc giành quyền kiểm soát một khu vực đô thị gần thành phố Beit Hanun. Lực lượng phòng vệ Israel cũng xác nhận xảy ra giao tranh ác liệt với các tay súng Palestine gần bệnh viện Shifa, cơ sở y tế lớn nhất dải Gaza, và đang là điểm trú ngụ của khoảng 20.000 người Palestine. Hội nghị chung giữa các nhà lãnh đạo Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Saudi đã khép lại hôm 11 tháng 11 với một loạt lời kêu gọi, trong đó có chấm dứt lập tức cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas, cho phép hàng cứu trợ vào dải Gaza, chấm dứt bắn vũ khí cho Israel. Hội nghị trên diễn ra trong bối cảnh Ả Rập Saudi tìm cách thúc ép với Mỹ và Israel về việc chấm dứt xung đột tại dải Gaza. Thông điệp từ hàng chục nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo càng củng cố thêm sức ép này. Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman nhận định những gì xảy ra ở dải Gaza là một thảm họa nhân đạo, qua đó chứng tỏ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế thất bại trong việc ngăn chặn điều này. Trong khi đó, Tổng thống Palestine kêu gọi Mỹ giúp chấm dứt xung đột tại dải Gaza. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế để tìm giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng. Khi Tổng thống Iran thúc giục các nước Hồi giáo có biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Israel. Hội nghị cũng ghi nhận các nước chưa tìm được tiếng nói chung về cách ứng phó với những gì đang diễn ra ở dải Gaza. Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết một số nước Ả Rập kêu gọi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. Tuy nhiên, một số nước khác nhấn mạnh cần duy trì các kênh liên lạc với Israel. Cũng trong ngày 11 tháng 11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn ngày càng gia tăng của quốc tế. Theo hãng tin AP, ông Netanyahu khẳng định lệnh ngừng bắn chỉ có thể được thực hiện nếu tất cả 239 con tin mà Hamas đang tạm giữ ở dải Gaza được trả tự do. Thủ tướng Israel nhấn mạnh rằng hậu xung đột, dải Gaza sẽ được phi quân sự hóa và Israel duy trì quyền kiểm soát an ninh ở đó. Nhà lãnh đạo này giải thích rằng lực lượng Israel phải được phép tự do tiến vào dải Gaza để truy lùng các tay súng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin quốc tế mới nhất để phục vụ quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!